Thân mời các anh chị em biker tham gia buổi họp mặt Retour để cùng lắng nghe thông tin lịch trình và những lưu ý cần thiết trước chuyến đi. Sự kiện sẽ được diễn ra từ 9 giờ sáng ngày 12 tháng 12 tại showroom Triumph Việt Nam, số 3 Nguyễn Lương Bằng, quận 7 và showroom Harley Davidson of Saigon, số 800 Nguyễn Văn Linh, quận 7. Nếu bạn chưa đăng ký tham gia chuyến hành trình này cùng chúng tôi, hãy nhanh tay đăng ký trước ngày 12 tháng 12 nhé!